Dạ, tiệm gà này. Ông cái vợ chồng ông bà kia, bà chở ông đi doctor rồi. Tại vì ông mới xỉu. Thì khi doctor khám một hồi thì doctor nói là không sao đâu, tôi chỉ bảo mấy cái nhà là ông tỉnh liền à. Cái bác sĩ giơ tay lên tính vả thì bà cầm tay bác sĩ bà nói bác sĩ cho nó để tôi. Cái dù này tôi chờ lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp bà làm ông cái bốp. Cái đó là ông chồng mà bị xỉu mà bà vợ thì chờ lâu rồi, thành ra bà làm như vậy. Có một cái vợ chồng ông kia thì cái bà đó bà bỏ ông, bà lấy ông cảnh sát. Bà bỏ ông và bà lấy ông cảnh sát. Thế cái hôm đó ông chồng ông lái xe, ông thấy ông cảnh sát, ông này ông sợ quá, ông chạy 80 miles an hour. Cảnh sát rượt một hồi lâu hết biết. Bây giờ bắt được ông thì mà cảnh sát mới hỏi tại sao ông chạy lẹ như vậy. Ông nói chẳng nói dối gì, tôi sợ ông cảnh sát đem vợ tôi trả lại cho tôi. Rồi có mấy cái ông kia, ông xui xẻo quá là khi ông đi làm về á, thì vợ ông ấy thâu hết các tài sản tiền bạc đi mất tiêu. Nhưng mà lại có nhiều ông chồng thì còn xui hơn. Đã biết sao không? Bà gom hết tài sản tiền bạc nhưng mà bà không đi. Cái đó ta bộ được phải không chị? Cái chuyện đó hả? Có nhiều ông xui là đi làm về thì bà vợ gom hết tài sản đi mất tiêu. Nhưng mà có nhiều ông này còn xui hơn nữa, là vì bà gom hết tài sản của cải tiền bạc hết nhưng mà bà không đi. Cái đó coi bộ mấy bà chịu ha. Em chịu cái đó. Cái chuyện mà cái ông quận trưởng kia mới nhậm chức ấy, một cái quận kia mà cái quận đó thì về ông nghe là toàn là các ông lấy em vợ không à. Thì ông ấy một hôm ông mới cho triệu tập tất cả những người mà lập gia đình đó, có chồng có vợ đó, lấy vợ rồi đó, lên hội đường. Thì ông cho cắm một bên cờ đỏ một bên cờ trắng, anh nào lấy em vợ thì đứng bên cờ đỏ, còn anh nào không lấy vợ đứng bên cờ trắng. Ông ngồi trên bàn cao để ông nhìn xuống. Một hồi đâu ra đó rồi thì ông thấy anh kia anh cứ đứng bên cờ đỏ một hồi, anh lại chạy qua cờ trắng. Anh cờ trắng, anh lại chạy qua cờ đỏ. Ông quân trưởng trên này ông mới đập vội bàn, ông bảo anh kia, anh thuộc diện nào anh chạy qua chạy lại hoài vậy? Anh cứ lấy em vợ không? Anh nói dạ không, em không có lấy em vợ. Ông nói vậy thì mày đứng bên cờ trắng. Em nói mà không được, em vậy thì mày lấy ai? Ông nói dạ em lấy chị vợ. Ông nói mày lấy chị vợ lấy giờ sao mày không nói? Mày lấy chị vợ thì mày đứng đằng sau tao. Ở bên Việt Nam sao lấy nhiều vợ quá ha. Có cái ông nhà nghèo kia thì ông có mấy người bạn ngồi chơi đó, thì con ông mới nói ba về nồi khoai luộc chín rồi ba về ăn khoai. Ông thấy ông quê với mấy ông kia quá, ông mới nói lần sau mày cứ kêu tao á thì mày nói là ba về ăn cơm chứ đừng có nói ăn khoai. Cái thằng con nó cũng nghe, thằng đó cũng 10 tuổi người, nó nghe lần sau nó kêu ba về ăn cơm ba. Thì ông nói mày về trước đi rồi tao về sau, bố sẽ về sau. Nó nói ba mà không về lẹ là mấy thằng kia nó lừa hết một to đó. Đã giấu rồi mà còn lại lừa. Lại vui tội nghiệp. Còn hai cái ông già kia mới là hay nè. Ở nhà quê mỗi lần ông tới chơi á
là cái ông bạn này ông mời ở lại ăn cơm đúng không? Cơm tối mình về. Một hôm ông đi vắng thì ông bạn đến chơi, thì ông con lớn ông cũng lịch sự. Ông bảo ông mời ông già uống nước, ông lấy nước ông mời. Dạ hôm nay bố cháu đi vắng rồi, thành ra mời cụ uống nước xong rồi để lần sau bố cháu có nhà thì mời cụ lại chơi. Thì ông cụ ông bảo ông ngồi uống nước xong thì anh đi làm việc một hồi, anh ra anh vẫn thấy cái ông đó ngồi đó. Thì anh mới bảo là hôm nay bố cháu đi vắng rồi, thôi phiền cụ về rồi, mai bố cháu về rồi mời cụ qua chơi. Ông cụ ông bảo không, ông đã dặn là hễ mà tới chơi là phải ở lại ăn cơm tối rồi mới về. Nhưng mà cái ông con này ông nói, nhưng mà hôm nay ba cháu không có nhà, không có nhà thì mời cụ đi về đi rồi lần sau lại. Ông cũng nhất định không về. Bố ông cụ đã dặn là qua chơi thì phải ăn cơm tối rồi mới về. Thế bây giờ làm sao? Ông con ông bố cháu không có nhà mà giờ ông cứ ở đây đòi ăn cơm tối vậy sao? Quý vị sao? Quý vị có nấu cơm cho ông ăn không? Nhưng mà cái chuyện đó mà nghĩ ít là chắc là chuyện nói cho vui thôi chứ làm gì có cái chuyện mà lì như vậy phải không quý vị? Sao chẳng có thấy ai vỗ tay gì trên này mới thương mình không quá. Cái này đến Việt Nam mà không hiểu nữa thôi, chịu thôi đồng ý. Cảm ơn ông anh. Có cái ông kia Hà Tiền, ông có trở lại chưa? Chưa, lâu. Này cho có 5 phút, 10 phút rồi sao đi lâu vậy? Có cái ông kia ông là cái ông Hà Tiền. Một hôm ông có ông bạn đến chơi, thì ông đang nói chuyện với ông bạn thì ông chợt nhớ ra, ông nói cái thằng nhỏ là mày đi qua nhà ông Tư mày mượn cái máy cắt cỏ về cắt cỏ đi nha. Thế nó dạ đi một hồi cái nó về nó nói bố ơi ông không có cho mượn. Cái ông này ông phân vua với ông bạn, ông là ông thấy ông hàng xóm túi tắt lửa cái đèn có nhau mà mượn cái máy cắt cỏ không có cho mượn. Rồi thằng nhỏ nó đứng nó bưng một hồi cái nó hỏi giờ sao bố? Thế ông nói thì bây giờ mày vô nhà mày lấy cái máy cắt cỏ của mình ra mày cắt chứ làm sao? Của mình có mà cũng không xài đi mượn của người ta rồi. Cái gọi sao? Mà chưa xong, chưa hết. Ông mới bảo ông bạn ông là ông nhà coi tôi mới mua cái máy cắt cỏ hiệu Honda rồi, của Nhật tốt lắm nha. Rồi ông bảo bây giờ tôi cắt thử cho ông coi nha. Ông ra ông cắt cỏ thì chẳng may ông gặp cái rễ cây ấy, nó đụng nó cắt vào cái con chân cái còn nó chảy máu ra. Cái ông ngồi thụt xuống ông xích xoa và ông bạn ông chạy lại ông hỏi anh có sao không anh, anh có sao không anh? Ông bảo may quá, nãy mà mang giày thì nó hư mẹ nó cái gót giày được món gì. Cái chân của mình không quý mà lại quý cái gót giày, thế mới là lạ, thế mới là ông Hà Tiện. Rồi, nhạc sĩ không bé. Hoan hô nhạc sĩ không bé. Rồi bây giờ thấy ai đây MC? Alo. Bây giờ mời nhạc sĩ trở lại sân khấu. Mời nhạc sĩ trở lại sân khấu. Đã trở lại rồi. Tiếp tục mời Kim Liên trên nhạc hát một bài. Kim Liên trên hát nhạc hát. Ca sĩ Kim Liên. Nhạc sĩ Kim Liên ra nhạc dạy. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ kiêm liên nhạc sĩ hay kêu là nhạc sĩ anh Kiến chuẩn bị